anh tùng xin quay lại cho các bạn hoa đây nhìn đẹp, đẹp không ạ đây, không gian ở trong này nhiều hoa lắm mình đang quay cho cả nhà xem hoa ở trong này lâm đồng thì đất của hoa rồi của hoa của cây của quả của mọi thứ đây, các bạn xem cả một vườn hoa đây thanh tùng đang đi đây đang đi các giải cho mọi người xem đây đẹp lắm đây, hoa ở đây thì mê ly rồi không khác gì nước phần lan đâu thanh tùng đi đây cứ mỗi lần đi nhìn thấy một cái bạt hoa này thích lắm đây xin quay lại cho các bạn đây ủa các bạn nhìn thấy đẹp không quá tuyệt vời luôn xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video này xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn